mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thời tiết Quảng Ngãi hôm nay sáng sớm có mưa rào nhiều nơi, đến chiều có những khoảng tạnh ráo, nhiệt độ dao động ở mức là từ 19 đến 24 độ, trời lạnh. Còn ngày mai, ngày 14 tháng 12, dự báo từ ngày mai đến ngày 15 tháng 12, thời tiết có khả năng giảm mưa, trời có lúc hửng nắng, nhưng nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với hôm nay và dao động ở mức là từ 18 đến 23 độ. Đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Trong những ngày lạnh như thế này thì quý vị cần đặc biệt cẩn thận với việc đốt củi, đốt than để sưởi ấm. Khi dùng phải có người trông coi, cần dập lửa triệt để khi không có người sử dụng để tránh gây hỏa hoạn. Tuyệt đối không đốt qua đêm và trong phòng kín, rất nguy hiểm. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày trời lạnh. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày lạnh. Thị xã Đức Phổ mây thay đổi không mưa, trời lạnh. Thị trấn Ba Tơ nhiều mây, đêm và sáng trời rét. Lý Sơn nhiều mây không mưa, trời lạnh. Dự báo từ đêm ngày 16 đến ngày 19 tháng 12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, trời rét. Đợt rét này được dự báo là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Các xã ở vùng núi thuộc huyện Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống tới 15 độ. Vùng đồng bằng có khả năng xuống đến 17 đến 18 độ. Khi nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Quý vị nhớ giữ ấm để đảm bảo sức khỏe. Thông tin về thời tiết biển. Nhiều vùng biển nước ta vẫn còn sóng to gió lớn. Các ven bờ từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Cà Mau, dự báo trong đêm nay và ngày mai vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Độ cao sóng từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Trong điều kiện thời tiết xấu thì bà con lưu ý khi vươn khơi cần đảm bảo các thiết bị an toàn từ phao cứu sinh và các thiết bị liên lạc. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Riêng vùng biển Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Lý Sơn, dự báo ngày mai gió vùng biển Quảng Ngãi hoạt động ở mức cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tình trạng biển động vẫn còn duy trì trên vùng biển này, cũng như hành trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn. Khả năng từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 12 sẽ có không khí lạnh tăng cường rất mạnh, vùng biển sẽ có gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày mai, ngày 14 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm và sáng sớm trời rét, ban ngày trời lạnh, trời có lúc nắng yếu. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời tốt dần lên, ban ngày trời hửng nắng. Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa và dông, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa rào nhiều nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%. Mở thẻ tín dụng quốc tế BIDV với nhiều ưu đãi và tiện ích vượt trội. Quý khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch tối thiểu theo từng loại thẻ. Đặc biệt, đối với khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, thẻ tín dụng quốc tế BIDV mang đến nhiều tiện ích vượt trội, như tính năng nhận thông báo OTT biến động thẻ quốc tế trên BIDV Smart Banking, tính năng đăng ký trả góp linh hoạt qua website bidv.com.vn, dịch vụ bảo hiểm tai nạn trong chuyến đi cho chủ thẻ quốc tế hạng Platinum và Visa Signature. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 317 4868, máy lẻ 743 741
và các phòng giao dịch trực thuộc.